Ba câu nói giúp đời người tránh được nhiều phiền muộn. Vận vào ai cũng đúng. Sẽ không bao giờ là thừa nếu chúng ta bỏ thời gian ra lắng nghe và suy ngẫm ba câu nói được cho là vận vào ai cũng đúng sau đây. Con người sống trên đời không thể không giao tiếp qua lại với người khác. Muốn sống sao cho vui vẻ, hạnh phúc, cần phải xử lý thật tốt mối quan hệ giữa mình và những người xung quanh. Thế nên, chúng ta cần phải quan sát người xung quanh, không chế giễu, mỉa mai, chê bai hay làm khó người khác. Càng không nên tò mò những chuyện riêng tư của họ. Đó là những việc mà mỗi người chúng ta cần phải tu luyện cả đời. Các mối quan hệ có thể tốt thế nào đi chăng nữa cũng vẫn rất cần đến sự tồn tại của cái gọi là tôn trọng chuyện riêng tư của nhau. Trong mọi mối quan hệ, chúng ta cần phải để cho đối phương có một không gian riêng tư cơ bản. Tuyệt đối không nên vì một phút nông nổi mà phá hỏng sự nỗ lực cả đời. Để làm được điều đó, chỉ cần nhớ và làm được theo đúng ba câu nói. Nhìn vào ưu điểm của người khác, giúp đỡ khi người khác khó khăn và ghi nhớ lòng tốt của người khác là đủ. 1. Nhìn vào điểm mạnh của người khác. Núi có độ cao của núi, nước có độ sâu của nước. Thế nên việc so sánh là thừa. Mỗi người đều có ưu điểm riêng của bản thân. Vì vậy, chúng ta cần phải biết học cách đánh giá cao điểm mạnh của người khác và học tập những ưu điểm của họ. Biển nạp trăm sông có sự bao dung, ắt sẽ trở nên lớn mạnh. Nhìn xa trông rộng sẽ thấy được tương lai rộng mở. Giúp đỡ người khác nhiều hơn, ủng hộ người khác nhiều hơn, giúp họ đạt được mục tiêu, cả bạn và đối phương sẽ cùng có lợi. Trái lại, những người đức không dày, khó có thể lòng bao dung rộng lớn. Những người tài mọn thì khó có tầm nhìn xa. Người thượng đẳng khen ngợi lẫn nhau, người hạ đẳng tìm cách hạ bệ lẫn nhau. Khi bạn xem những người xung quanh là cỏ, bạn bị cỏ vây quanh. Như vậy, bạn sẽ là một cái túi cỏ. Khi bạn xem những người xung quanh là ngọc, bạn được ngọc bao quanh và bạn sẽ là một cái chậu ngọc. Sống trên đời, con người cần phải biết hoặc cần phải học để biết cách phóng đại ưu điểm của người khác, đánh giá cao điểm mạnh của người khác. Như thế mới có thể cùng nhau hợp tác, cùng nhau ủng hộ để cùng có lợi. 2. Giúp đỡ người khác lúc khó khăn. Tích cực giúp đỡ và giúp đỡ hết sức có thể cho người khác. Đó là điều bất cứ ai cũng nên làm trong cuộc sống này. Vì sao? Vì con người, dù là ai đi chăng nữa, cũng không thể biết trước được tương lai của mình. Mình sẽ cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của bao người. Hơn nữa, kết quả mà hành động lương thiện của bạn mang lại sẽ luôn kỳ diệu hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của bạn. Cái gọi là chân thiện mỹ trong nhân tính, một khi được khơi sáng, sẽ mang lại những giá trị vô cùng tốt đẹp. Thế nên, chúng ta hãy tin vào giá trị của lòng lương thiện, giá trị của cái đẹp ở đời. Cho dù không nhận được bất cứ báo đáp gì, thì khi giúp đỡ người khác, nội tâm chúng ta cũng đã nhận được cơ hội thăng hoa. Đó mới thực sự là bù đắp lớn nhất mà con người nhận được. Người có trí tuệ luôn biết rằng giúp người chính là giúp mình, cũng mang lại thành tựu tốt đẹp cho nhau. Trong khi đó, những người ngu si chỉ biết đến sự so sánh, đố kỵ, so đi tính lại, lại chỉ gặp phải những điều không thuận lợi, lại khiến lòng đố kỵ trong tâm mỗi lúc một lớn hơn.
Trên con đường đời thênh thang, hãy học cách tích cực cho đi, tích cực bỏ công sức ra, vun vén, cống hiến, mới có được sự báo đáp tốt đẹp. 3. Ghi nhớ lòng tốt của người khác. Ghi nhớ lòng tốt của người khác, nói cách khác, chính là duy trì một tấm lòng biết ơn. Cảm ơn chính là cội nguồn, là gốc rễ của tình yêu. Cảm ơn đến từng thứ mình có trong cuộc sống sẽ giúp chúng ta có niềm vui của cái gọi là biết đủ. Những người có trái tim biết ơn thì cho dù ngước lên nhìn bầu trời đêm cũng tự nhiên xúc cảm, cảm động. Người biết cảm ơn và biết báo ơn mới là người giàu có nhất trên thế giới. Cảm ơn, tri ân là một thứ tình cảm tốt đẹp, là một kiểu tâm thái lành mạnh, là một dạng lương tri và cũng là một nguồn động lực rất lớn. Con người khi có lòng biết ơn, cuộc đời sẽ nhận được những điều thuận lợi và bất cứ lúc nào người ấy cũng tỏa ra thứ ánh sáng thuần khiết thu hút. Mang trong mình tấm lòng biết ơn, bao dung, vị tha với những người từng gây tổn thương cho mình, cuộc sống tự nhiên sẽ trở nên nhẹ nhàng, hoan lạc. Biết cảm ơn, hạnh phúc không cầu cũng sẽ tới. Khó dễ trong đời. Dễ là nói thẳng nghĩ suy, khó là cẩn trọng những gì nói ra. Dễ làm đau đớn người ta, khó sao hàn gắn bao là vết thương. Dễ là biết được vô thường, khó lòng cứ vấn tơ vương cuộc trần. Dễ là độ lượng bản thân, khó sao dung thứ tha nhân lỗi lầm. Dễ là vong phụ ân thâm, khó câu tình nghĩa ngàn năm dạ hoài. Dễ là phạm những điều sai, khó tâm học hỏi những ai hơn mình. Dễ cho kẻ khác niềm tin, khó là luôn giữ chính mình thẳng ngay. Dễ là nói những điều hay, khó thay sống tựa trình bày ngữ ngôn. Dễ là suy tính thiệt hơn, khó lùi một bước nhịn nhường lẫn nhau. Dễ là sống vội sống mau, khó dừng chân lại thở sâu biết là. Dễ là hứa hẹn ba hoa, khó lời tín nghĩa thiệt thà một khi. Dễ là gieo rắc thị phi, khó là nội quán tự chi lại mình. Dễ là chiến thắng quang vinh, khó lòng khiêm hạ thấy mình nhỏ nhoi. Dễ xin địa chỉ mọi người, khó mà tìm được chỗ ngồi trong tim. Dễ biết nói, khó biết im, khó cùng ánh sáng, dễ tìm bóng đêm. Dễ vụng chân ngã xuống thềm, khó vùng đứng dậy vượt lên chính mình. Dễ biết trời đất rộng thênh, khó là biết được ngôi đền tự tâm. Dễ vui sáu nẻo thăng trầm, khó lần ngán ngẩm âm thầm hồi hương. Dễ khi mất cảm thấy buồn, khó trong hữu phúc biết thương giữ gìn. Dễ là vun vén quanh mình, khó tình trải rộng ánh nhìn vị tha. Dễ cho ngày tháng đi qua, khó là tỉnh thức trong ta vài giờ. Dễ sinh dễ tử mơ hồ, khó khi đối diện nấm mồ tuệ chi. Dễ là viết những lời thi, khó rằng mơ ước đời ni vẹn toàn. Thôi chứ tìm cái bồ đoàn, dễ là ngồi xuống, khó hàng phục tâm. Dẫu sao cũng quyết một lần, bằng không khó dễ lần khân nối dài.